Con mời bé vợ này ở lại mà kêu đừng ra đi nào. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. What was that? Someone get the money counter, I can keep a thumb in it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing that. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money as my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew up my baby, told her around me like I'm ever. Nope. Cậu cay à, sao cậu lên cao thế? Anh Bảy ơi, em dính vào số đề bóng đá bán xe để trả nợ. Anh cho em xin ít để trả bớt được không ạ? Em chuyển tên căn nhà cho anh đi. Không thôi bán nốt đấy. Anh giữ cho. Ê, không ai bán luôn á. Tao tốt lắm, tao mới giúp đỡ tao giữ giùm căn nhà đó. Không còn nhà luôn á. Rồi thôi, nhắm còn như tài sản đưa hết đây đi má. Rồi. Nope. Trời ơi, bắn cái quần què gì vậy? Rohine hết siêu can gì thanh tay mặt cười. Chết. Phát đỏ một mình thôi. Ba má cặp cái này chịu lên khỏe vãi. Nãy lúc đầu mà không có cái đó là chìa chắc phải 20 lần với Nari á. Đó, binh binh quá binh mà nó không về. Ồ, nó giết một luôn rồi kìa. Ồ, nó giết hai luôn rồi kìa. Vãi, nó giết ba luôn rồi kìa. Không, thấy nó quýnh lâu quá. Tưởng nó sắp giết hết luôn rồi. Ari ra. Yes, tức là làm sao? À là rồi rồi đúng không? Ok nha. Như thế. Ngáo, đủ ngáo hợp tí mú hay gì á. Điên, cái nó bỏ lính nó đi, bố mày làm cái gì vậy? Về cho vui. À, chị xì vui. Chị xì vui thiệt vui luôn. Quy giết JC thì JC nó còn hy vọng chứ rờ giết chỗ đó cho nó tuyệt vọng đồ chơi. Ari chết rồi. Cái Anili chết rồi, quá gà. Nguyên cái chợ ở trong đó. Chơi ba. Ari nó về. Ai dụ nó lại. Con mời bé vợ này. Ở lại mà kêu đừng ra đi nào. Gọi tre luôn mà, what the fuck. Không biết chơi game hay gì ông nội ơi. Trời, tâm lý. Bắn trúng cái đó là tâm lý rồi. Ao trình. Né con kẹt. Ê, sao mà đỡ được? Thợ thầy tao đánh virus đó cha, giỡn hoài. Cười hả? Nè, TV nè. Đó, mua này, mua vậy. Hai cái kiếm, mua đầu soi, cậy xuống bật vô mu lên. Tại đánh thường cái, đánh thêm cái nữa quy cái bẹp. Giết người lớn. Thợ. Thợ là gõ. Ôi, nãy giờ mới thấy cái này luôn á. Đi đâu nãy giờ vậy má? Lít lòng đèn lên. A few minutes later. Rơi vậy? Ờ, trả chiêu nè. Trời ơi, Thresh chạy lên móc rồi ơi. Sao hãi vậy bồ? Ê. Tăng chim á. Tao là con chim. Ba xì bảy. Bóp. Trúng. Pha đã trúng. Có tiếng. Nè không, có cái này nè. Đào.
Ôi ơi, đau đau đau, gãy đít rồi, cái gì cháy đít rồi, cháy đít rồi. Đâu ai mày dám lên đây ký đâu tao không? Nè nè. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Nè né nè. Đó, à, ê, cây. Bị uy chúng cây dở lắm. Cây à? Ông cây à? Sao lên cao thế? Cây là ơ anh tăng cho. Lính còn này, bút vụ luôn. Ôi bốn xị. Ờ, ta móc bị trúng nhưng mà mày bóc ta là hụt. Tao né hết. Tôn mà. Cài cái tôn đâu có hiển thị đâu mà biết được. Rồi nè. À. Cậu cây à, sao cậu anti tới dữ thế? Nè nè, bắn cái nè, bắn thường một cái. Ai bắn đau hơn? Ai bắn đau hơn? Nè nè nè. Cây à, cậu cây à, sao cậu lên cao thế? Mấy đồng đội ngồi coi không à, đâu cần đánh. Giết ra gã tiêu luôn. Có lát của bạn nha. Bạn làm sao cho qua được nha. Ấy mẹ con đi, nó chơi chắc dữ đi trời. Đóng băng lại trước rồi nó nghe. À bị nó lừa rồi. Trời ơi. Rồi team tôi. À này này lo được, này chắc lo được. Tụi nó hết chiêu hết rồi em ơi. Em đánh vậy, em đòi voi chat. Chi vậy? Hả? Chi vậy? Gà bị bảy con gà bảy lên trời, bảy ngày bảy đêm là bảy tiếng. Anh bảy gà đau về nhà ngủ bảy ngày bảy đêm, anh bảy hết gà. Cái quần què gì vậy ăn? Ừ trời ơi, làm hết luôn rồi ông trời ơi. Quá lào không thiếu cái gì hết trơn á. Anh Bagon giết người, Winland hỗ trợ đồng đội, CC đối phương, né chiêu đối phương, hút chiêu đối phương. Như cái máy. Búp hello hả mày? Trời ơi, cái gì vậy? Về. Chạy thôi, ông ấy là đô đốc Kizaru đấy, chúng ta đánh không lại đâu. Mày không? Ủa sao nó đéo? Nó sao phải đó mất xử combo dở chứ ta? Hay thật. Trời ơi, dính cây xa. Đánh đi em. Nghe làm gì vậy? Đánh nhà. Nhà cho anh. Tụi nó chết rồi. Nhà là win. Nhà là win. Trời ơi cái con va rớt kìa ông nội ơi. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.